Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng dành thời gian đến với khóa học Tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các bạn nhỏ yêu quý tiếp tục bài học những ngọn hải đăng Cô trò chúng mình sẽ thực hiện viết loạn văn và sau đó thì vận dụng Đầu tiên luyện viết đoạn Các con sẽ thực hành viết thư trong bài học này để tìm hiểu xem một bức thư phải viết như thế nào và có nội dung ra sao. Cô có bức thư ở trên màn hình. Hãy cùng lắng nghe cô đọc bức thư này nhé. Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2018 Chú Thành yêu quý Đã lâu chú không về thăm nhà Sắp đến Tết rồi Ông bà nội, bố mẹ cháu và cả cháu đều rất nhớ chú Dạo này chú có khỏe không ạ? Ở trường xa, mùa này có mưa bão nhiều không chú? Bố mẹ cháu bảo cuộc sống ngoài đảo rất nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhưng các chú vẫn sẵn sàng bảo vệ biển trời Tổ quốc. Cháu rất tự hào về chú. Chú Thành ơi, cả nhà mình đều khỏe. Bố mẹ cháu vẫn đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Buổi sáng, ông đưa cháu đi học còn bà thì đi chợ ngày nào ông bà cũng nhắc đến chú đấy ước gì cháu được ra đảo thăm chú cháu chúc chú và tất cả các chú bộ đội ở đảo trường sa luôn mạnh khỏe cháu của chú nguyễn phương nga sau khi cùng cô đọc bức thư này hãy cùng tìm hiểu một vài thông tin nội dung liên quan đến bức thư các con nhé đầu tiên con thấy Người viết thư là bạn Nguyễn Phương Nga. Bạn Nga viết thư cho ai? Đúng rồi, bạn Nga viết thư cho chú của mình, đó là chú Thành. Vậy, ở dòng đầu tiên của bức thư này thì bạn Nga ghi những gì? Dòng đầu tiên của bức thư như các con đọc thấy đó là: Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2018 như thế dòng đầu tiên của bức thư ghi địa điểm và thời gian viết thư nói về nội dung của bức thư này còn xác định được đoạn nào trong thư là lời hỏi thăm lời hỏi thăm trong bức thư chính là những câu dạo này chú có khỏe không ạ à? ở trường xa mùa này có mưa bão nhiều không chú sau khi hỏi thăm chú thành về sức khỏe và công việc của chú thì bạn ấy kể bố mẹ cháu bảo cuộc sống ngoài đảo rất nhiều thiếu thốn khó khăn nhưng các chú vẫn sẵn sàng bảo vệ biển trời tổ quốc và nga cũng bày tỏ tình cảm với chú cháu rất tự hào về chú trong bức thư đoạn nào là lời nga kể về gia đình của mình và mình các con dễ dàng xác định được nga kể về mình và gia đình trong đoạn văn có những câu chú thành ơi cả nhà mình đều khỏe bố mẹ cháu vẫn đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về buổi sáng ông đưa cháu đi học con ba thì đi chợ ngày nào ông bà cũng nhắc đến chú đấy sau khi kể về mình và gia đình nga cũng thể hiện những mong ước và chúc chú vậy nga mong ước điều gì nga chúc chú thế nào đúng rồi nga mong ước ước gì cháu được ra đảo thăm chú và nga chúc chú và tất cả các chú bộ đội ở đảo trường sa luôn mạnh khỏe như thế các con cùng với cô tìm hiểu được bức thư của bạn nguyễn phương nga gửi cho chú của mình đang công tác ngoài biển đảo trường sa sau khi phân tích được bức thư này chúng mình thấy bức thư có dòng đầu tiên nêu ra địa điểm và thời gian viết thư có người nhận thư có những lời hỏi thăm và kể về tình hình của mình cũng như gia đình Cuối cùng, bạn ấy nêu lên ước muốn và lời chúc gửi gắm đến người nhận thư. Phần kết thư, bạn ấy ghi rõ họ tên. Dựa vào đây, con hãy trao đổi với bạn của mình xem là con muốn viết thư cho ai, trong thư con sẽ viết những gì. Và dựa vào những điều đã trao đổi với bạn, hãy thử viết 3 đến 4 câu để hỏi thăm tình hình của người nhận thư nhé. Ví dụ, các con có thể tham khảo Đoạn văn 3 đến 4 câu như sau: Đã lâu rồi cháu không thấy cô về thăm nhà. Ông bà và mọi người nhắc đến cô nhiều lắm. Cô dạo này có khỏe không ạ? Công việc của cô ở đó vẫn thuận lợi phải không ạ? Như thế, viết 3 đến 4 câu để thăm hỏi tình hình của người nhận thư, các con có thể tham khảo và viết được của riêng mình nhé sau khi viết được bức thư trong phần luyện viết đoạn chúng mình sẽ thực hiện yêu cầu của phần vận dụng chúng ta tìm đọc câu chuyện bài văn bài thơ về một nhân vật được mọi người quý mến cảm phục ví dụ cô để ở đây một đoạn trích trong văn bản bác lái xe bệnh viện và ở đây người lái xe cho bệnh viện chính là người được mọi người quý mến cảm phục các con hãy cùng đọc với cô đoạn văn bản này bác lái xe bệnh viện chiếc xe cấp cứu chở mẹ của từ đi bệnh viện bác lái xe ngồi trước tay lái nét mặt bình tĩnh bác nhìn qua người bệnh rồi cho xe chuyển bánh chiếc xe lao đi khá nhanh mà rất êm thỉnh thoảng xe chạy chậm lại vì vướng những xe phía trước rồi xe lại lướt lên như mũi tên bác lái xe rất vững tay lái hình như bốn bánh xe chưa hề cán lên một viên sỏi nhỏ hay một mẩu cây khô khi sắp sửa gặp ổ gà là bác lái tránh được ngay qua mỗi chỗ rẽ tiếng còi xe lại nổi lên như muốn nói xe cấp cứu đây các bạn nhường đường dùm nhé xe đến bệnh viện các cô y tá đẩy băng ca đưa mẹ của từ vào phòng cấp cứu bác lái xe xách theo đôi guốc đưa cho cô y tá của bệnh nhân đấy chị ạ rồi bác lên xe. Từ chưa kịp cảm ơn bác lái xe bệnh viện. Theo Trần Thành Địch Trong đoạn văn bản này con chú ý đến từ ổ gà là chỗ lõm xuống trên mặt đường gây khó khăn cho xe cộ đi lại. Như thế, ngoài đoạn chuyện này, con có thể tìm đọc những câu chuyện, những bài văn, bài thơ về một nhân vật được mọi người quý mến, cảm phục để chuẩn bị cho những bài học tiếp theo nhé. Video bài giảng đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại chúng mình trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.